Cô chào các em học sinh vào học bộ môn sinh học. Tiết học hôm trước các em đã học bài đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư. Hôm nay các em sẽ nghiên cứu sang một lớp thứ ba của động vật có xương sống, đó là lớp bò sát. Các em quan sát một số đại diện của lớp bò sát. Rùa. Có các loại rùa, rùa cạn, rùa nước mặn ở sống ở biển. Ngoài ra còn có ba ba ở nước ngọt. Rất nhiều các loại rắn như rắn lục, rắn hổ mang, rắn nước, rắn ráo, vân vân. Đây là cá sấu. Khi chúng ta học về lớp cá, các em nói cá sấu thuộc lớp cá, nhưng cô đã nói không phải thuộc lớp cá. Vậy hôm nay cô giới thiệu cho các em cá sấu thuộc lớp bò sát. Ngoài ra còn có rồng Komazo và các loại bò sát đã tuyệt chủng có kích thước lớn, ví dụ như các loài khủng long. Tiết học hôm nay các em sẽ được nghiên cứu đại diện của lớp bò sát, đó là thằn lằn bóng đuôi dài. Thằn lằn bóng đuôi dài có đặc điểm đời sống di chuyển như thế nào để thích nghi với đời sống ở cạn? Chúng ta sẽ vào tiết 40, thằn lằn bóng đuôi dài. Ta đi nghiên cứu phần thứ nhất, đời sống. Tiết hôm trước cô đã dặn các em về nhà nghiên cứu thông tin trong bài thằn lằn bóng đuôi dài, bài số 38, trang 124-125 về đời sống của thằn lằn bóng đuôi dài. Hãy trả lời cho cô các câu hỏi sau. Nêu đặc điểm của thằn lằn bóng đuôi dài về đời sống, nhiệt độ cơ thể. Chú ý về đời sống, các em nêu cho cô nơi sống, thời gian hoạt động, thức ăn và tập tính. Như vậy, thằn lằn bóng đuôi dài sống ở nơi khô ráo, thích phơi nắng, bắt mồi vào ban ngày. Thức ăn chủ yếu là sâu bọ, có tập tính trú đông, nhiệt độ cơ thể là động vật biến nhiệt. Hãy quan sát hình 38.1A thằn lằn bóng và hình B ngón chân có vuốt của thằn lằn bóng ở sách giáo khoa trang 124. Quan sát lại ếch đồng đại diện cho lớp lưỡng cư và so sánh đặc điểm nơi sống của thằn lằn bóng đuôi dài với ếch đồng. Các em hãy hoàn thành bảng sau. Như vậy, thằn lằn bóng đuôi dài thích sống ở nơi khô ráo, còn ếch đồng sống ở nơi ẩm ướt. Thời gian hoạt động của thằn lằn bóng đuôi dài là ban ngày, còn ếch đồng là chập tối hoặc ban đêm. Tập tính của thằn lằn trú đông trong các hốc đất khô ráo, còn ếch đồng thì trong các hốc đất ẩm ướt. Lối sống của thằn lằn bóng thích phơi nắng, còn ếch đồng chúng thường ở nơi tối hoặc bóng râm. Thằn lằn bóng hô hấp bằng phổi, còn ếch đồng hô hấp bằng phổi, ngoài ra còn có qua lớp da ẩm ướt. Nhiệt độ cơ thể của hai loài đều là nhiệt độ biến nhiệt. Vậy vì sao thằn lằn bóng đuôi dài thích phơi nắng? Thằn lằn bóng là một trong những động vật biến nhiệt, hay còn gọi là động vật máu lạnh. Nhiệt độ của cơ thể sẽ tùy thuộc vào nhiệt độ của môi trường. Khi nhiệt độ môi trường xuống thấp, đêm xuống thì thân nhiệt nó sẽ bị giảm, khiến hoạt động trao đổi chất bị suy yếu. Vậy, thằn lằn bóng đuôi dài sinh sản như thế nào? Hãy trình bày các đặc điểm sinh sản, hình thức thụ tinh, số lượng trứng, đặc điểm của trứng, sự phát triển của thằn lằn bóng đuôi dài. Như vậy, đặc điểm sinh sản của thằn lằn đuôi dài, trứng được thụ tinh trong ống dẫn trứng. Thằn lằn cái đẻ 5 đến 10 trứng vào trong các hốc đất khô ráo. Trứng có vỏ dai và nhiều nõn hoàng. Thằn lằn mới nở biết tự đi kiếm mồi. Người ta còn gọi đó là phát triển trực tiếp. Vậy thì thằn lằn bóng đuôi dài thụ tinh trong, thế nào gọi là thụ tinh trong? Trứng được thụ tinh ngay trong ống dẫn trứng bên trong con cái nên được gọi là thụ tinh trong.
Trứng thằn lằn có vỏ dai nhiều nõn hoàng có ý nghĩa gì đối với đời sống trên cạn của thằn lằn? Trứng có vỏ dai thì phôi được bảo vệ tốt hơn và bảo vệ trứng không bị khô khi ở trên cạn. Trứng giàu nõn hoàng đáp ứng được nhu cầu phát triển của phôi, vì vậy trứng nở trực tiếp thành con không qua biến thái như ở lưỡng cư. Đặc điểm sinh sản của thằn lằn bóng đuôi dài tiến hóa hơn ếch đồng ở điểm nào? Điểm tiến hóa, các em nhìn vào bảng so sánh. Thằn lằn bóng đuôi dài thụ tinh trong, ếch đồng thụ tinh ngoài. Thằn lằn đẻ trứng ít nhưng ếch đồng đẻ nhiều trứng. Thằn lằn vỏ trứng là vỏ dai nhiều, trứng có nhiều nõn hoàng, còn ếch đồng trứng có màng mỏng, ít nõn hoàng. Thằn lằn trứng nở thành con phát triển trực tiếp, còn ếch đồng trứng nở thành nòng nọc phát triển có biến thái. Ở thằn lằn không phụ thuộc vào môi trường nước, còn ở ếch đồng trứng phụ thuộc vào môi trường nước. Như vậy các em thấy được sự tiến hóa của thằn lằn hơn so với ếch đồng. Ở đây cô giới thiệu cho các em một loài bò sát tiếp theo có hình dạng giống như thằn lằn bóng đuôi dài, nhưng màu sắc và kích thước cơ thể khác, đó chính là thằn lằn bóng hoa. Chúng lại đẻ con, gọi là hiện tượng noãn thai sinh. Hiện tượng noãn thai sinh chính là phôi phát triển trong trứng nhờ noãn hoàng. Trước khi đẻ, trứng nở thành con, nên khi đẻ là đẻ ra con. Chúng ta sẽ đi nghiên cứu sang phần thứ hai, đó là phần cấu tạo ngoài và di chuyển. Cấu tạo ngoài và di chuyển của thằn lằn bóng đuôi dài như thế nào có thể thích nghi được với đời sống ở trên cạn? Chúng ta cùng quan sát và trả lời các câu hỏi sau. Đặc điểm của thân đuôi. Rồi, quan sát đuôi cho cô và thân của nó để trả lời đặc điểm của thân và đuôi. Đặc điểm da có đặc điểm gì? Cổ, mắt, tai, đặc biệt là màng nhĩ có đặc điểm gì? Bàn chân có bao nhiêu ngón? Đặc điểm của các ngón. Rồi, các em nên quan sát cho cô da của thằn lằn bóng đuôi dài. Đó là da khô có vảy sừng. Cổ thì dài. Màng nhĩ thì nằm trong hốc tai. Mắt thì có mi cử động, có nước mắt. Bàn chân thì có 5 ngón có vuốt. Thân và đuôi thì thân dài, đuôi cũng rất dài. Hãy dựa vào những gợi ý, những câu lựa chọn A, B, C, D, E, G để hoàn thành vào bảng đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn bóng đuôi dài thích nghi với đời sống ở cạn. Nào, các em cùng cô điền ý nghĩa thích nghi tương ứng với đặc điểm cấu tạo ngoài. Da khô, vảy sừng bao bọc, ngăn cản sự thoát hơi nước của cơ thể. Có cổ dài, phát huy vai trò các giác quan trên đầu, tạo điều kiện bắt mồi dễ dàng. Mắt có mi cử động, có nước mắt để bảo vệ mắt, có nước mắt để bảo vệ màng mắt không bị khô. Màng nhĩ nằm trong một hốc nhỏ bên đầu, bảo vệ màng nhĩ và hướng dao động âm thanh vào màng nhĩ. Thân dài, đuôi rất dài là động lực chính của sự di chuyển. Bàn chân có 5 ngón có vuốt tham gia vào sự di chuyển trên cạn. Như vậy, đây là những đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn thích nghi với đời sống ở trên cạn. Dựa vào 6 đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn bóng nêu ở bảng trên, các em hãy so sánh với đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch đồng để thấy thằn lằn bóng thích nghi hoàn toàn với đời sống trên cạn. Như vậy, trong 6 đặc điểm này thì chúng chỉ có một đặc điểm duy nhất giống nhau, đó là mắt có mi cử động. Bởi vì thằn lằn sống trên cạn và ếch đồng cũng có đời sống trên cạn. Còn lại 5 đặc điểm còn lại thì cô lưu ý cho các em là chỉ có ở thằn lằn bóng đuôi dài mới có, bởi vì thằn lằn bóng đuôi dài thích nghi hoàn toàn trên cạn.
Còn ếch đồng vừa nước vừa cạn nên không đó năm đặc điểm còn lại. Năm đặc điểm này chính là da khô có vảy sừng bao bọc. Đặc điểm thứ hai đó là có cổ dài. Đặc điểm thứ ba là màng nhĩ nằm trong hốc nhỏ bên đầu. Đặc điểm thứ tư là thân dài, đuôi rất dài. Và đặc điểm thứ năm đó là bàn chân có 5 ngón, ngón có vuốt. Đây là những đặc điểm của thằn lằn bóng đuôi dài thích nghi hoàn toàn với đời sống ở trên cạn mà ếch đồng cũng có. Cô lưu ý lại để các em chú ý. Như vậy, sau khi chúng ta nghiên cứu phần 1 cấu tạo ngoài của thằn lằn bóng đuôi dài thì các em lưu ý một số nội dung cơ bản. Trong các đặc điểm cấu tạo ngoài thì chúng ta thấy rằng thằn lằn có 4 chi ngắn và yếu. Vậy thì khi di chuyển thì 4 chi này di chuyển như thế nào? Thân và đuôi có tham gia vào quá trình di chuyển hay không? Chúng ta cùng chuyển sang phần số 2, đó là phần di chuyển. Hãy quan sát hình 38.2 mô tả cách di chuyển của thằn lằn trong sách giáo khoa. Trước khi mô tả cách di chuyển của thằn lằn thì các em lưu ý một số ký hiệu. Thứ nhất là tam giác màu đen. Đó là chân cố định vào đất của thằn lằn. Rồi, chân trước bên phải, chân sau bên trái, chân trước bên trái, chân sau bên phải. Thứ hai là ký hiệu tam giác không tô màu. Đó chính là chân di động kéo con vật về phía trước, chân trước bên trái, chân sau bên phải, chân trước bên phải, chân sau bên trái. Ký hiệu thứ ba đó là ký hiệu mũi tên hai chiều lên xuống. Đó chính là đoạn đường đã di chuyển được của thằn lằn. Ký hiệu thứ tư đó là hướng di chuyển của thằn lằn, đó là mũi tên phía lên trên. Đây là hướng di chuyển của thằn lằn, các em lưu ý. Các em hãy nhìn vào hình 38.2 để mô tả từng động tác di chuyển. Động tác thứ nhất đó là động tác của hình A. Ở hình A, các em thấy rằng thân của thằn lằn uốn sang bên phải thì đuôi của nó uốn ngược lại sang bên trái. Lúc này, chi trước bên phải, chi sau bên trái cố định vào đất bằng vuốt. Còn lại, chi trước bên trái và chi sau bên phải thì sẽ kéo theo thân. Khi di chuyển thì chúng chuyển sang hình B, đó là thân uốn sang phía bên trái, lúc này đuôi lại uốn ngược lại sang bên phải. Chi trước bên trái cố định vào đất, chi sau bên phải cố định vào đất. Ngược lại, lúc này chi trước bên phải và chi sau bên trái lại kéo theo thân, giúp thằn lằn có thể đi được một đoạn về phía trước. Cứ như thế sang hình tiếp theo thì lúc này lại uốn ngược lại, thân trước ở bên phải, thân đuôi lại uốn sang bên trái. Cùng với động tác của chân, đó là chân trước ở bên phải, chân sau ở bên trái cố định vào đất, ngược lại chân trước ở bên trái và chân sau ở bên phải kéo theo thân, giúp thằn lằn lại có thể di chuyển được một đoạn nữa. Như vậy, các bộ phận tham gia vào quá trình di chuyển gồm có 3 bộ phận, đó là thân, đuôi và 4 chi. Vậy thì động lực chính của sự di chuyển là gì? Thân và đuôi bò sát đất, uốn mình liên tục, đó là động lực chính của quá trình di chuyển. Khi di chuyển, do chi của nó yếu, thân và đuôi bò sát đất, uốn mình liên tục, giúp nó di chuyển lên phía trước. Cho nên những con vật có động tác di chuyển như vậy, người ta gọi nó là những con vật thuộc lớp bò sát. Hãy cho biết thằn lằn bóng di chuyển được nhờ sự phối hợp của các yếu tố nào? Như vậy, các yếu tố thực hiện quá trình di chuyển đó là thân và đuôi tùy sát vào đất, cử động uốn liên tục
phối hợp với các chi giúp cơ thể tiến về phía trước. Các em lưu ý cho cô động tác di chuyển của thằn lằn bóng đuôi dài. Như vậy sau khi chúng ta nghiên cứu bài thằn lằn bóng đuôi dài, các em lưu ý cho cô một số nội dung chính sau. Thứ nhất là về đời sống. Thì thằn lằn bóng đuôi dài sống hoàn toàn ở nơi khô ráo, đó là ở trên cạn. Nơi sống thì sống nơi khô ráo, thích phơi nắng. Thức ăn chủ yếu là sâu bọ, có tập tính trú đông, là động vật biến nhiệt. Về sinh sản thì thằn lằn bóng đuôi dài thụ tinh trong, đẻ ít trứng, phát triển trực tiếp, trứng có vỏ dai và nhiều nón hàng. Về cấu tạo ngoài và di chuyển thì thằn lằn bóng đuôi dài có cấu tạo ngoài, da khô, có vảy sừng, cổ dài, mắt có mi cử động và có tuyến lệ, màng nhĩ nằm trong hốc tai, thân và đuôi dài, bốn chi ngắn và yếu, bàn chân có 5 vuốt. Chúng di chuyển bằng cách thân và đuôi tì vào đất nhờ động tác uốn mình liên tục phối hợp với các chi giúp cơ thể của thằn lằn tiến lên phía trước. Tại sao người ta nói thằn lằn bóng đuôi dài là con vật có ích? Các món ăn, các em quan sát các món ăn được chế biến từ thằn lằn bóng đuôi dài. Như vậy là thằn lằn bóng đuôi dài chúng có thể tạo ra được rất nhiều món ăn, rồi nướng này, hay là xào này, rồi chúng ta có thể nấu cháo này, vân vân. Và nó lại ăn các loại thức ăn như côn trùng, sâu bọ, nên nó rất có lợi cho đời sống. Vậy thì khi gặp nguy hiểm, thằn lằn chạy rất nhanh về nơi trú ẩn, tạm náu một thời gian rồi lặng lẽ bò trong lớp cỏ hay trong cây đi nơi khác. Thằn lằn cũng dễ dàng tự cắt đuôi để chạy khi bị bắt, và ở chỗ cắt sẽ mọc đuôi mới. Thế thì không phải riêng thằn lằn bóng đuôi dài, ở trong đời sống của các em có quan sát con rắn mối cũng có hình dạng gần giống như thằn lằn bóng đuôi dài nhưng đuôi của nó ngắn hơn. Và mùa hè thì chúng thường hay bò trên các bờ tường hay là trên thân cây để đi bắt những con kiến, những con côn đi tìm thức ăn. Nhưng đến mùa đông thì chúng lại trú đông, hay là con thật sùng ở trên các trần nhà thì tối đến chúng ra để bắt các con muỗi để kiếm ăn. Thế nhưng mà khi ta bắt phải đuôi nó thì đuôi nó sẽ tự đứt để bảo vệ cơ thể, và sau một thời gian thì đuôi nó sẽ mọc mới. Em về nhà học bài đọc mục, em có biết xem trước bài đa dạng và đặc điểm chung của lớp bám sát để tiết hôm sau chúng ta học bài. Chúc các em mạnh khỏe.